Sóng truyền thông số 1, theo Mỹ chống Trung Quốc nhân chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Như các bản tin trước đã đề cập, từ nhiều năm nay, các tổ chức chống cộng trong và ngoài nước đã khơi dậy các phong trào bài trung cực đoan để làm đòn bẩy cho các hoạt động chống chính quyền. Trong tuần qua, dòng dư luận bài trung chống cộng chủ yếu xoay quanh những diễn biến mới của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Nhà báo Độc lập và đài BBC đồng loạt tuyên truyền rằng cuộc chiến sẽ khiến Trung Quốc bị kiệt quệ về kinh tế, bị sụp đổ chế độ chính trị và kêu gọi Việt Nam chuyển sang thân Âu Mỹ, du nhập chế độ đa đảng của phương Tây để đoán trước những thay đổi đó. Theo nhiều bài viết trên trang Bauxite Việt Nam tuần qua, thì hồi tháng 3 năm 2018, Quốc hội Trung Quốc đã chấp thuận xóa bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước. Nhờ đó, ông Tập Cận Bình có thể tại vị thêm nhiệm kỳ thứ 3, thậm chí lâu hơn ở 3 vị trí tối quan trọng là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Mỹ phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, đẩy nền kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc vào tình thế căng thẳng, một số học giả, nhân vật đối lập của Trung Quốc đã công khai quy trách nhiệm cho Tập Cận Bình, công kích đường lối chính trị của ông và công kích việc ông được tại vị thêm nhiệm kỳ lần thứ 3. Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, giáo sư luật Hứa Trương Thuận thuộc Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đã viết một bài công kích ông Tập Cận Bình và đăng trên website của Viện Nghiên cứu Thiên Tắc. Trong bài, Hứa nói rằng đường lối chính trị của ông Tập đang khiến giới tinh hoa Trung Quốc cảm thấy hoang mang tột độ về phương hướng phát triển quốc gia và an toàn của bản thân. Sau đó, ông Hứa kêu gọi Quốc hội Trung Quốc xem xét lại việc xóa bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước. Cựu nghiên cứu viên Khương Hạo của Viện Nghiên cứu Thiên Tắc cho biết, nhiều trí thức khác cũng có đồng cùng quan điểm với ông Hứa nhưng không dám nói ra. Trong khi đó, một cựu quan chức của Trung Quốc đã trả lời tờ New York Times rằng nhiều đồng nghiệp cũ của ông đang chia sẻ bài viết của Hứa Trương Thuận trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, một số trí thức và cơ quan truyền thông của Trung Quốc phát biểu rằng Trung Quốc nên mềm mỏng hơn trong đường lối phát triển và trong quan hệ với Hoa Kỳ. Chẳng hạn, giáo sư Giả Khánh Quốc thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Bắc Kinh đã phát biểu rằng Trung Quốc cần kiềm chế hơn khi xử lý các vấn đề quốc tế và không nên tạo ra bầu không khí như thể mình sắp thay thế Mỹ. Sáng ngày 1 tháng 8, Hoàn Cầu Thời báo đăng một bài xã luận có đại ý rằng Trung Quốc nên trỗi dậy một cách hòa bình bên cạnh Mỹ thay vì cạnh tranh với Mỹ về mặt địa chính trị quân sự. Diễn biến này gây chú ý vì Hoàn Cầu Thời báo từng đăng nhiều bài giọng điệu hiếu chiến tuyên truyền rằng Mỹ chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Nhân cơ hội đó, báo chí phương Tây và các tổ chức chính trị lưu vong của Trung Quốc đã đồng loạt bình luận rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang làm đuối sức Trung Quốc và làm suy giảm tầm ảnh hưởng của ông Tập Cận Bình cùng khuynh hướng tập quyền mà ông này đại diện. Trong tuần qua, các bút danh Thủy Thu của trang Thời đại.com.vn, Vĩnh Thụy của trang Một Thế giới.vn, Nguyễn Hải và Nguyễn Văn Vui của trang Bauxite Việt Nam đã dịch các bài viết nước ngoài theo khuynh hướng đó. Trong đó, Thủy Thu và Phạm Nguyên Trường dịch nhiều bài, trang Bauxite Việt Nam, thân diễn đàn Xã hội Dân sự liên tục tập hợp và đăng tải các bài viết dịch vừa kể và chêm vào lời bình luận rằng Việt Nam nên theo Mỹ để thoát Trung, để định hướng dư luận. Trong cùng khuynh hướng, ngày 6 tháng 8, trang Bauxite Việt Nam đăng một bài viết của ông Ngụy Kính Sinh, một người từng bị kết tội âm mưu lật đổ nhà nước Trung Quốc vào năm 1978, hiện đang sống lưu vong và cầm đầu tổ chức Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở nước ngoài. Trong bài, ông Ngụy dự đoán rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, nó sẽ khiến kinh tế Trung Quốc sụp đổ, khiến giới tư bản và giới trung lưu Trung Quốc phẫn nộ vì mất tiền, tới mức họ tiến hành một cuộc cách mạng bạo lực để lật đổ chế độ và trả thù quan chức có tay dính máu. Ngày 8 tháng 8, bút danh Ánh Liên của Hội Nhà báo Độc lập viết rằng các chế độ công khai chống Mỹ và tuyên bố thù địch với Mỹ hoặc phương Tây như Liên Xô, Triều Tiên, Venezuela, Iran và Trung Quốc chỉ có từ chết đến bị thương và khiến người dân cực khổ. Trong khi Diễn đàn Xã hội Dân sự và Hội Nhà báo Độc lập chỉ mượn chuyện Liên Xô, Iran, Trung Quốc để gián tiếp bàn về Việt Nam, thì đài BBC tiếng Việt trực tiếp đề nghị thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Ngày 6 tháng 8, tiến sĩ Phạm Đố Chí nói với BBC tiếng Việt rằng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nếu Việt Nam giúp Trung Quốc tránh né thuế quan của Mỹ bằng cách xuất khẩu qua những đặc khu kinh tế, Việt Nam sẽ bị Mỹ trừng phạt. Để tránh nguy cơ này, Phạm Đố Chí đề nghị Việt Nam dứt khoát thoát Trung theo Mỹ bằng cách cải cách thể chế theo hướng mà giới trí thức và các tổ chức xã hội dân sự đã đề xuất.
Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi đưa ra bao nhận xét về những bài viết kêu gọi nước Mỹ đuổi Trung trong tuần qua. Thứ nhất, những bài viết này chưa cung cấp đủ đầy đủ bằng chứng để khẳng định rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ khiến Trung Quốc kiệt quệ về kinh tế, bị sụp đổ về chế độ chính trị. Dù các bài này đã trích lời giáo sư Hứa Trương Nhuận, giáo sư Hứa có thể không đại diện cho quan điểm đa dạng của một hàng vạn trí thức cấp cao cùng hàng triệu người dân thuộc tầng lớp trung lưu của Trung Quốc. Để biết một tập thể đông đảo như thế đang nghĩ gì, ta cần tiến hành những cuộc điều tra xã hội học nghiêm túc, thay vì chỉ dựa vào một bài viết có nhiều người like. Và để biết người Trung Quốc đang nghĩ gì, ta cần khảo sát dư luận Trung Quốc, thay vì chỉ đọc các bài báo trên Mỹ, viết trên quan điểm của nước Mỹ, hoặc để thỏa mãn kỳ vọng của độc giả Mỹ. Thứ hai, thay vì đăng các thông tin, ý kiến dưới dạng để giúp độc giả có cái nhìn toàn cảnh về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Đài BBC tiếng Việt, Trang báo Sít Việt Nam và Việt Nam Thời báo đang đăng những bài có nội dung na ná nhau để thực hiện mục đích tuyên truyền lặp đi lặp lại, tuyên truyền một chiều. Đây là một cách làm truyền thông không lành mạnh, thiếu tôn trọng sự thật, không khác gì tự lừa mình và lừa dối độc giả. Thứ ba, tương lai lâu dài của Việt Nam phụ thuộc vào thực lực nội tại của người Việt Nam hơn là vào bối cảnh quốc tế hay những diễn biến chính trị nhất thời. Nếu chúng ta đặt quá nhiều hy vọng vào đòn trừng phạt của Tổng thống Trump hay cái ghế của chủ tịch tập, thì chúng ta đang giao tương lai của đất nước Việt Nam cho Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Với tâm lý lệ thuộc đó, Việt Nam sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nước ngoài dù cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dẫn tới hậu quả gì. Chúng ta nên tận dụng biến cố nhất thời để nuôi dưỡng thực lực lâu dài của mình, thay vì tiếp tục làm con bạc trong casino của Donald Trump.